thì mấy anh chị nè. Nghệ An. À, Nghệ An hồi vô tới đây đó mấy má ơi. Tôi đã đi vào phía này thế nào? Cái sự trồng xóm đâu để xong đấy mẹ, đây đây bên này, đây bên này, đây bên mình đi đây, đây đừng đi xa nữa, vô lòng ở đây được rồi. Con làm ở đây hay là con chủ đây vậy con? Con làm. Nhiêu tháng gì con? Dạ tính ngàn. Ngàn nhiêu con? Ngàn được có trăm mấy. Cái này mình để lên đây hay sao? Dạ. Sửa không? Cứ bật lên giùm chị luôn. Là cô hỏi nè. Chú Trâm vô trong. Có nghĩa là con là con của ông chủ phải không? Dạ cháu. Ừ, mình làm vừa giúp hay là ông chủ có trả tiền phải không? Cha mẹ con gửi con ở đây để cho quyền, để cho con mấy con nuôi. Ờ, vừa cái mẹ đi làm. Vừa cái con giúp con có đi học không? Có. Con được nhiêu tuổi rồi? Con được 13 tuổi. Ừ, giỏi quá trời luôn. Làm tối ngày ban đêm có làm không? Dạ không. Ở đây làm. Con đứng đây nè, con đứng gần nè. Bữa nay người ta làm sẵn kêu con bưng ra đó phải không? Dạ. Ừ. Bán rồi cứ rước khách qua sao ban đêm đắt không con? Tối đắt không? Dạ bán tới 6 giờ nghỉ rồi. Ờ vậy hả? Chiều. Ừ, sáng chiều nghỉ rồi. Ok, cảm ơn con nha. Dạ. Chúc con nhiều sức khỏe. Có đi học không? Dạ có. Học lớp mấy rồi? Dạ con tám. Ừ, được quá, giỏi. Tả cá đều hồng, cá màu rồi, cá chép rồi xuống cho thiệt nhiều. Vô. Rồi tiếp tục nướng. Giấy gì đâu có chơi kìa. Muốn thằng giấy này gì? Bắt đầu bụt rồi, bụt rồi. Nè, chuyện chén qua bên đó. Bông mâm. Nè, không có thằng giấy nè. Nè, bắt đầu ăn đi. Xong rồi giọt liền. Chiều khỏi Hậu Giang, Hậu Giết, tùy cỡ biến ở đây. Dạ, ngoài, ngoài đường thì tính không đá thì vô ghé đó, đá. Ừ. Quá nhưng mà ngoài đường không? Ngoài đường. Ngoài đường được sợ cái quá. Quá. Sợ quá. Sợ quá, chung đây sợ quá rồi. Chung đây sợ quá không. Ngoài này không có ăn cái quán nào giống như quán này. Chứ là qua sông rồi mới ớn nè. Thằng nhỏ 11 tuổi đi làm á. 11 tuổi cha mẹ gửi đi làm nè. Học lớp 8. Lớp 8 con. À, mình đi học cái ban ngày làm tối đâu. Cô cũng gì không dạ? Để chừng nào cô cầm cầm cô kêu. Giấy cần thằng giấy. Có thằng lau tay á con? Lấy ra con. Hết biết rồi. Học lớp 8 cha mẹ gửi cho làm.
Đấy, con to chưa? Xứ mình đấy, xứ mình. Nó lớp 8 giỏi ra. Giỏi lắm. Ngoan hiền, ăn nói đàng hoàng thì phong vấn nó đây nè. 12 tuổi hả? 13 tuổi, 23 tuổi. Hôm qua năm 11 thì quay xuống qua rồi. Còn nở nè. Lo đi xuống, lo vụ. 8 là 14 tuổi rồi. 86, 14. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Tư. Gì cơ? Ăn sen ăn dính á. Quá trời. Quậy quá trời luôn. Cái nước súp nghe thơm quá không? Tôi lóc nước sen. Cái ngon. Chứ phải ăn luôn vỏ thôi à. Vỏ luôn bé. Bắt đầu đi con, bắt đầu đi, bắt đầu đi. Nước lột rồi thấy nước luôn. Nước sôi thả tôm theo đồ vô bưng bưng cái dĩa qua thế này cho thấy Nguyên, đằng thấy Nguyên biết làm nè. Không dám. Con, con. Anh Duy. Thả tôm vô. Lớn anh Duy làm. Này hồi nếu mà mình mua lên xe mình ngồi mình cắt cái lột đi sao? Hay là mình lấy cái nắp mình ủi vô cái một đi. Ủi vô quất luôn ha. Có cái giá một quá giá là cây là giá lớn kìa. Xoay đi để mất công đợi nó. Lấy cái nắp này nè. Đây đó đó. Gì cũng được. Cái gì dữ vậy gì? Tàn tay sắc của em trên rồi chú Tân ơi. Ờ, mà khẩu trang vô ăn. Đây có cái này che nó. Ủa, nó nhắm nó xuống. Nó hắt đó. Nó thấp á, nó thấp á, mình giữa đồng mà. Mà giữa đồng quá trớn thì ăn lẹ đi. Giờ sợ đi ăn lẹ đi nè. Lẹ đi chạy chi cũng cháy mặt chị hết luôn á. Cái này sao để vậy sao bên bây giờ vẽ. Bây giờ vẽ ra rồi chém. Người gấp. Gấp bỏ vô. Có bún cái gì không? Ăn cái này phải bún chứ. Không lẽ ăn không hay sao mấy cha? Ủa của mình chán hả? Tay dơ dái sao được đây trời trời. Cái này đúng. Cái lỗ mà không có bún. Không cái này phải mà. Bún mới được. Cái này kia đang ra. Cái này quán dặn. Này cá lóc mình quấn với rau nè, cá này nè. Quấn với bánh tráng rồi. Thử ăn được không? Bỏ vô này chắc ăn thì được. Quán ăn thì được quán ngon rồi đó, nhưng mà vấn đề tay chân mình không biết có được quấn không đó. Trời ơi. Nó có nước, dùng đường nhúng nước á, nó là thiếu sót rồi. Nó phải nhúng nước. Đúng rồi. Mình quê mình đây nè, đi đây thì lý tưởng lắm, khỏi qua sông qua đò thế này nè. Thì tối dắt gia đình lên lết lại ăn thì cũng vui. Vui chứ. Thì sao nó không đưa menu cho mình coi thì có cái giống như ông nội mày à bác. Lòng ăn mát cổ. Cúc ăn rau rồi vô đúng rồi. Hôm nay mặn rau dữ lắm luôn con mẹ thiệt chứ. Bữa cơm chị Duy ơi nè, bữa nào bữa cơm. Đây, bữa cơm đi, bữa cơm đi Duy, chạy cho chắc bụng nè. Đây, cô bới cho. Cô khỏe tài xế nha. Đây. Không, nô cá nhiều, chị không thích nữa. Chị không thích cá, chị thích này nè. Đừng em. Khẩu vị, khẩu vị, khẩu vị là cái này. Nó cái muối miết ở trong đây nè. Đây. Thôi đây em còn ơi em con. Nguyên tôm đi Nguyên. Coi cưng tôm đây. Quá trời này ăn ăn còn cái đống này trời ơi, cái túi ố về sao mấy cha. Quá trời rồi.
Chú này giàu tôm quá, làm tôm nhiều quá. Nhung là tôm, trứng tôm. Ừ. Tôm mực mẹ nó mua sướng mình đem lên chứ đâu. Không ăn tôm là kiểu như là tu gô đó. Hả? Cũng tươi. Nè, cưng mà không ăn tôm là phải tu gô về đó nha. Tu gô về đó cho biết. Miếng cơm nó đi rồi rồi ấy ăn với tôm để phải mất công tu gô về. Ăn đánh nhanh rút gọn để mình đi khỏi chỗ nóng này. Giờ không? Đuối không quá. Đuối ngon hơn ha. Không đuổi chứ, đỡ tới giữa đêm luôn. Ừ. Là ở quán là mở tới sáng, ở tới sáng. Cái khúc khách ra mình mua ở lại. Vui không? Thủ tình. Cái quán nó thoải mái này, ngồi vòng vòng chơi cũng thoải mái. Ừ, đúng rồi, quá hay rồi. Không cần ăn. Mực miết này con. Dạ. Cái này chúng mới bọc dữ vậy nha. Cái xe ăn ngon nhất mà tốt nhất để sức khỏe. Mà tốt nhất sức khỏe. Là cái bọc xanh hồi nãy nhỏ đó bán rồi nó luộc cá này chứ gì hả không gì? Dạ dạ. Rồi nói nó. Này hồi còn xanh nè. Ừ. Thì cũng như trong cái gương sen nãy mình lấy ra mình luộc về được phải có phải không? Ừ. Ừ. Lột cực. Này ăn ngồi nói chuyện tào lao mà sân á, trời mát á. Phải làm hết biết phải làm. Nhỏ nữa. Ừ. Bán xe là đánh lợi chưa. Chuyện nghe không kịp. Mà đều lanh cái kiểu dễ thương mà hiểu không? Kiểu được chứ không phải lanh không được. Ừ, chú kỹ là không có mực nữa. Mình đậu đậu á. Mình biết đấy không? Mình chủ ăn hết trơn. Mình không biết để đâu. Thằng la miếng. Thôi bịch đó không có sạch đâu, để chị kiếm, chị suy nghĩ thôi, phải làm gì? Phải làm như thế nào chứ ha? Phải làm như thế nào chứ? Để đi coi lại. Lấy này vô chừng không sạch, nó coi như trong vỏ miếng. Trong vỏ bọc em giỏi em có gì sạch hơn không? Chứ bọc của người ta cầm, trời ơi, chị cũng chán chết đi thôi. Đi nó đi trước ra ngoài kiếm chỗ mát rồi, nó khôn lắm, thằng này khôn à. Nó sợ à. Cưng để uống ốc cá tốt không có hại gì hết trơn á. Con đi ra đường hầm cô cháu mình đi nha. Ừ, con đứng giữ giữ máy cho con đi, tại 5 tiếng mới tới, 5 tiếng mới tới Kiên Giang. Ừ, dữ vậy gì ghê vậy. Ừ. Đâu dữ vậy, không phải đâu, vậy là dữ vậy 5 tiếng không. Ừ. Giờ đâu tới 8 giờ mới tới nhà hả? Chắc 4 tiếng. 4 tiếng, 4 một 3 tiếng. Giờ này 3 giờ hả? Tới 7 giờ mới tới nhà hả? Ừ. Gì nữa 5 giờ tới nhà. Ừ. À, Kiên Giang tôi đâu mà đúng rồi, phải nói đúng. Không cần à, không cần thì không ghé nghe đà. Không cần là không ghé nghe đà, nếu thấy nha. Mắc đá quá là xuống. Ừ. Đá thì xuống cái đá chứ. Ờ. Tại 3 tiếng mắc đá. Ừ. Chứ không có đi kiếm đồ ăn giống chứ đá. Không đi kiếm nhà hàng ăn giống vậy nữa. Ừ. Không, cái này quán cà phê đá giống đó thôi. Ừ. Lắm rồi đó.